trang trại cam ở Dương Vi đây. Cam đang chín rồi các bà con này. Trong kia vườn rộng lắm. Được trong với em ạ. Ôi ôi, quả cam tươi thơm như này cơ mà. Đây khoai em có cam. Đấy. Ngon thế. Cam tươi rói rói các bác ạ. Bác vào mua ủng hộ cho em đi. Đang ế rồi. Nông dân khó khăn. Đây bác nông dân vừa hái được quả cam đang ăn đây này. Ăn thử cơm. Ăn đi em ơi. Quả nó lẻ loi thế nhỉ. Ăn thôi. Bóc mà ăn. Đây quả chín này hẹn đây. Quả chín em ăn quả to. Không to chứ, quả chín. Sướng nhỉ. Cam tươi ơi tươi.